Vâng, xin chào toàn thể anh em đã đến với channel Canicavali Gaming của mình. Chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Ngày hôm nay mình sẽ làm cái clip này để gửi tặng đến tất cả anh em về một sự kiện hot mà chúng ta đã mong đợi rất là lâu rồi. Đây là một loại vũ khí mà trước đây đã từng được quay ở trong Lucky Book và rất nhiều người đã phải dừng bước trước nó với những con số mà lên đến 6 con số tính bằng vàng mà không thể sở hữu được, trong đó có mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ sở hữu con hàng này bằng cách nào? Đó chính là vào trong sự kiện hot. Ok, điểm qua cái sự kiện vũ khí gold đã. Vừa nạp 2 triệu thì chắc là phải nhận được khoảng 100 điểm. Thôi không nhận cái đấy nữa. Ở đây thì các bạn có thể điểm qua một cái sự kiện hot, đây là giảm giá 50%. Tức là các bạn chỉ cần nạp 50.000 thì các bạn sẽ có thể mua được 14 bình thể lực với cái giá là 100 gold, hay là thẻ đổi tên, hay là ở đây là cái đấu trường. Cái này thì mình sẽ mua đây là búp đấu trường để cày danh. Rồi, chẳng có gì khác cả. Đây chính là con hàng mà tôi đang nói với anh em, đó là sắc S-VIP. Ở đây thì chúng ta sẽ quay với số lượng vàng ở hai mức, đó là 30 vàng và 300 vàng. Vậy thì không biết rằng là tôi sẽ sở hữu với mức là bao nhiêu vàng đây. Ở đây thì chỉ có mỗi sắc S-VIP là vĩnh viễn thôi. Chỉ cần trúng một cái món đồ mà có màu vàng là y như rằng là con sắc S-VIP vĩnh viễn rồi. Phát đầu tiên mở 30 vàng xem nào. Một ngày 300 vàng. Tiếp theo là 300 vàng nữa. Một lần 300 vàng nữa. Sau đó đến là một lần 30 vàng. Ô, không lên. What? À, tôi bấm hủy. Sorry. Tiếp tục 30 vàng. 30 vàng. Đến đây là chúng ta sẽ dùng 300 vàng tiếp. 3 lần 300 vàng nhá. Và 3 lần 30 vàng. Ok. Chúng ta sẽ cứ quay thôi, cứ quay thôi. Cứ 30 vàng 3 lần và 300 vàng 3 lần. Như thế thì sẽ rất dễ để dính được con hàng sắc S-VIP này. Đấy là theo những thông tin mà chim lợn đã từng quay thông báo với tôi, không biết là có đúng hay không. Nhưng mà tôi nghĩ là đúng, khả năng là đúng. Ba lần. Đây là 300 vàng. Chúng ta cứ quay này thôi. Các bạn lưu ý rằng ở đây có 10 ô. Khi nào chúng ta quay đầy 10 ô này thì chắc chắn sẽ nhận được một con sắc S-VIP. Còn may mắn hơn thì trong quá trình quay chúng ta đã nhận được rồi. Cho nên là vâng, mỗi ô này sẽ là 5 lần quay mắt, tức là 5 lần 300 vàng tương ứng với lại 1.500 vàng. Ở đây cứ một ô này là 1.500 vàng. Thì sau khi mà quay 1.500 vàng với 10 lần, tức là 15.000 vàng, thì chắc chắn là sẽ nhận được sắc S-VIP. Như ở đây thì con ạc này vừa nạp 2 triệu, tức là 20.000 vàng. Thì tôi nghĩ rằng là sở hữu sắc S-VIP là chuyện bình thường, dễ quay, dễ trúng thưởng. Với cái mức giá 15.000 vàng thì tôi nghĩ rằng là nó là rẻ. Rẻ bởi vì sao? Rẻ bởi vì rằng là như tôi đã nói ngay ở đầu clip, đã từng lên đến 6 con số, tức là rơi tầm khoảng 10 triệu đến 100k vàng mà vẫn còn không trúng. Thì bây giờ 15k vàng nó quá là đơn giản, đúng không ạ? Còn bên Canicavali Gaming của tôi thì đã có rồi. Như anh em cũng đã từng biết trong thời gian qua, sắc S-VIP rất nhiều ngày. Ui giời. Cái này anh em nào muốn test vũ khí cũng được nhá. Mọi người vào quay 30 vàng cũng có thể trúng được 3 ngày này. Mà lại tích lũy dần. Cho nên là anh em cứ mái thoải đi. Anh em chỉ cần cứ quay đầy cái thanh này là chắc chắn sẽ có sắc S-VIP. Không biết là nó sẽ trúng vào đợt 300 vàng hay là 30 vàng đây. Hơi lâu để ra.
tôi nghĩ là nó phải lên tầm thanh thứ 7, thanh thứ 8 thì mới dễ ra được. Chứ còn ở dưới mà tầm bây giờ mới bắt đầu thanh thứ 6 thì chưa chắc là đã ra. Khéo lại vừa nói xong cái thì mà nó lại ra luôn thì lại khác gì tự vả vào mồm bây giờ này. Đúng không anh em? Tự dưng mà giờ mà ra cái đúng chẳng khác gì là kiểu như tự vả phát mồm. Ơ có cả bảo thạch vàng. À ok. Có bảo thạch vàng 5 cái. Thế tính ra cũng rẻ bởi vì là... À không. Tính ra thế là hơi chát gấp đôi luôn. Bởi vì là một bảo thạch vàng thì chỉ có 3 vàng thôi. Kiến nghị với bên nhà phát hành nếu xem clip thì lần sau tăng cái bảo thạch vàng lên là 50 vàng cho anh em có gọi là không khí để quay. Lúc ý tôi nghĩ là nhiều ông lại mong bảo thạch vàng ra hơn là vũ khí S-VIP. Rồi bắt đầu đến thanh thứ 7. Nếu đến thanh cuối cùng mà trong 300 vàng vẫn không ra thì mình sẽ bắt đầu quay qua 30 vàng để lấy cái hình ảnh là quay trúng sắc S-VIP duy nhất. Ra chưa? Ra. Không ra rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu quay 30 vàng, chỉ 30 vàng thôi. Hơi khó để ra sắc S-VIP vĩnh viễn thật, bởi vì dẫu sao nó cũng là một vũ khí S-VIP mà đang được mong đợi nhất. Số lượng đạn của nó gấp rưỡi shotgun. Thì anh em phải biết rằng là nó có 18 viên đạn trong băng. Bắn bao giờ cho nó hết. Trong khi đó thì shotgun S-VIP ở trong RPG hay là ở trong AI thì nó có khả năng là tự hồi đạn creep, tức là khi các bạn bắn về còn có một viên thôi, chỉ cần bắn creep phát lên có thể đầy băng hoặc là hồi phục. Đây rồi. Ok. Như vậy là tôi đã quay đến ô thứ 9 thì đã ra sắc S-VIP. Anh em có thể nhìn thấy khẩu sắc S-VIP vĩnh viễn không ạ? Vâng, như vậy là ô thứ 9 là chúng ta có sắc S-VIP. Vâng, sắc S-VIP đã ra rồi. Vâng, và cái thanh này thì vẫn quay được tiếp. Tôi quay thử xem. À, vẫn quay được tiếp. Thế thì tôi sẽ lấy hẳn hai khẩu luôn. Đằng nào thì đằng. Vẫn mất vàng. Đúng không anh em? Có người ra tận hai khẩu cơ. Lên đến chỗ này rồi thì tôi nghĩ rằng là may mắn sẽ mỉm cười với tôi nhiều hơn. Lấy hẳn hai khẩu cho nó chất. Cái này là chúng may mắn được, tức là như thế này. Anh em lưu ý nhá, là mọi người cứ quay đầy cái này, các bạn vẫn sẽ được thêm một khẩu sắc S-VIP nữa. Cho nên là chả tội gì cả. Rẻ lấy hẳn hai khẩu nhìn cho chất. Khô đồ bá đạo mẹ luôn. Đúng không? Cá nhân tôi nghĩ là như vậy. Và ạc, chủ ạc này thì em ý cũng thuộc dạng là dân chơi con mẹ rồi. Cho nên là lấy hai khẩu thì cho nó chất kho đồ thôi. Biết đâu lại được tận 3 khẩu thì tươm. Ha. Thêm khẩu nữa luôn ở đây này. Chứ không cần phải đầy thanh này. Đây rồi. Thời khắc cuối cùng của chúng ta. Chạm ngưỡng cuối cùng rồi. Ơ. À. Mắc rồi mà. Oh what? Ơ chưa phải cuối cùng à? Mở hộp 100% tức là bây giờ mình đầy rồi mà. Sao lại không có nhỉ? Buồn thật chứ các ông này chơi lầy vãi. Tôi quay đến đây để tôi lấy hai khẩu cơ mà. Rồi cái này thì sau mình sẽ hỏi xem là quay đầy như thế này rồi mà vẫn chưa nhận được thì làm nào. Mới chỉ nhận được có một khẩu thôi. Ok.
và chúng ta sẽ ngừng clip này ở đây. Hy vọng rằng là ở arc này sẽ có hai khẩu sắc SVIP để cho chủ nhân có thể thỏa mãn được với niềm đam mê của mình, niềm đam mê truy kích. Còn bây giờ thì mình xin phép ngừng clip này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip lần sau.